Hello, mừng trở lại với Pan's Kitchen. Clip này được quay cùng với hướng dẫn làm bánh mì hôm trước nè. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn qua cách làm nhân lạp xưởng trứng muối, cùng giải thích cụ thể hơn về cách nhào bột nha. Mình sử dụng lạp xưởng tươi ca lầy cho nên sẽ luộc sơ trước, cắt nhỏ rồi mới xào với hành tây cho săn lại và thơm nè. Về phần trứng muối, sau khi rửa sạch lòng trắng trứng, các bạn cho bé chơi nhào lộn với rượu mạnh để khử mùi tanh, sau đó thì nướng 3 phút ở 200 độ nha. Mọi thứ xong xuôi, các bạn dầm nhỏ, sau đó thì trộn chung với lại phần lạp xưởng đã xào là ok rồi. Hôm trước do hạn chế về thời lượng cho nên không giải thích cặn kẽ với các bạn về lần nhào bột thứ hai được. May mà có chia ra một phần bột để làm thêm món này nè. Sau khi bé bột bươn lên gấp đôi, các bạn nhẹ nhàng bài khí và sau đó thì chia ra các phần nhỏ bằng nhau. Chúng ta vo tròn phần bột trước, nhấn dẹp, sau đó thì cứ nhồi phần biên vào trong. Mặt láng của viên bột là phần trên, các bạn tiếp tục vo tròn trong lòng bàn tay là xong rồi nè. Cho viên bột qua một bên, chúng ta sẽ tiến hành tương tự với là các phần bột còn lại. Mình bị mít sót này, các bạn chú ý đậy bột lại để không bị khô nha. Thoa một lớp dầu mỏng lên thảm nhào, chúng ta sẽ cán mỏng từng viên bột theo thứ tự trước sau nè. Cho các em nghỉ 15 phút, chúng ta sẽ tiến hành tắm sữa trứng và cho phần nhân lên. A hi hi, cho thêm chút phô mai vào cho thơm nè. Làm nóng lò trước ở 180 độ, chúng ta sẽ nướng trong vòng 15 phút nha. Tàn tan tan, bánh mì lạp xưởng trứng muối đã ra lò. Mình thấy ở tiệm bánh quen là món này còn xẻ ra và cho sốt mayonnaise vào nữa. Chỉ là thân mập không lối thoát thôi. Bỏ qua. Hai clip này là phương pháp cơ bản nhất để làm nên bánh mì đó. Có cơ hội mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Giờ thì cảm ơn và hẹn gặp lại.